Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành chọn cho mình một cái tên mới là Băng Ba và lên đường sang Pháp trên một chiếc tàu buôn. Với mong muốn học hỏi những tinh hoa và tiến bộ từ các phương Tây, ông ta mang theo những hoài bão, những khát khao tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến hải trình đã bắt đầu, và đó là chuyến đi đã mang anh đến gần như với mọi ngóc ngách của thế giới. Anh Ba chu du khắp thế giới, tự nuôi sống mình bằng bất cứ nghề gì chỉ với mục đích để sống và để đi, kể cả là nghề làm vườn và rửa chén bát. Chuyến đi đã cho anh thấy những tác động kinh khủng, những đau khổ mà chủ nghĩa thực dân đã gây ra cho nhiều đất nước. Anh đã nghĩ đến người dân ở quê nhà, đến sự đau xót, những ám ảnh mà nhân dân ta phải gánh chịu. Sau một thời gian ở châu Âu, anh Ba đến Mỹ. Đây có lẽ là một trong những lý do thôi thúc anh Ba đặt niềm tin vào nước Mỹ, một cái cường quốc trẻ sẽ đại diện tiêu biểu cho sự tiến bộ trên thế giới, sẽ là nơi mở ra một thời kỳ mới cho các nước dân tộc bị áp bức. Trong khoảng thời gian này, thế giới sẽ ra một sự kiện chưa từng có trong lịch sử nhân loại, một cuộc đại chiến thế giới, hay còn gọi là chiến tranh thế giới. Cả nhân loại bàng hoàng trước sự khốc liệt và tàn phá của nó. Cuộc chiến đã vượt qua mọi giới hạn về không gian mà thế giới từ cổ chí kim chưa từng nếm trải. Năm 1918, chiến tranh thế giới kết thúc. Sự khổ đau và mất mát quá khủng khiếp. Con người cảm thấy mệt mỏi, hoảng sợ và ám ảnh bởi sự tàn khốc của chiến tranh đã gây ra. Cả thế giới hướng đến hội nghị Versailles. Đây là nơi nhóm họp của nước thắng trận và cùng mong ước xây dựng lại một nền hòa bình lâu dài và ổn định cho thế giới. Với ý nghĩa mà hội nghị Versailles đang hướng đến, cả nhân loại sẽ hướng đến mục tiêu cùng nhau chung sống hòa bình, hòa hợp và tự do. Và với niềm tin vào Hoa Kỳ, tin tưởng rằng vị Tổng thống Hoa Kỳ với thông điệp của mình, tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết. Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã mang đến Versailles một bản yêu sách của nhân dân An Nam, gồm 8 điểm yêu cầu quyền lợi cho các dân tộc. Và ông tin tưởng rằng Tổng thống Hoa Kỳ, ông Wilson sẽ đại diện cho Hoa Kỳ, sẽ đồng tình với bản kế hoạch này. Nhưng không, chủ nghĩa Wilson chỉ là một trò biệt lớn. Tất cả đã kết thúc trong tuyệt vọng. Hội nghị hòa bình Versailles chỉ là nơi các nước lớn để các đế quốc sâu xé nhau để phân chia lại những mảnh thế giới. Và cái gọi là tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết chỉ áp dụng với cái gọi là thế giới văn minh phương Tây. Ngay lúc này anh chợt nhận ra phương Tây chưa bao giờ xem nhân ta là con người, và thật hảo huyền đã mong chờ sự ban ơn hứa hẹn của bọn cướp. Trời đằng đẵng trôi qua, đã đi khắp chân trời góc bể, từ những nơi đau khổ nhất cho đến những nơi tiến bộ nhất thế giới. Nhưng câu hỏi ở đâu có con đường giải phóng dân tộc, đâu là nơi thắp nên ánh sáng soi đường cho dân ta thoát sống kiếp nô lệ, vẫn chưa có lời đáp. Nhưng niềm tin trong anh chưa bao giờ cạn. Anh học làm báo, vào làm báo, đọc sách của các tác giả nổi tiếng bằng tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Pháp, tiếng Nga. Anh đi nhiều nơi, đến thư viện, dự những buổi nói chuyện chính trị. Anh cũng vào hội nghệ thuật và khoa học, hội du lịch. Ở những điểm trên được tiếp xúc với nhiều dạng người, từ bác học, cựu bộ trưởng, nghị viện, nhà văn, thợ thuyền, người đi buôn, người già, người trẻ. Anh đã được trang bị một cái vốn văn hóa, chính trị và vốn sống thực tiễn vô cùng phong phú. Và lúc bấy giờ, ông tham gia Đảng Xã hội Pháp. Bởi một lý do, chỉ có Đảng Xã hội Pháp là cái tổ chức duy nhất theo đuổi lý tưởng cao quý của đại cách mạng Pháp, đó là tự do, bình đẳng và bác ái. Và điều mà người trăn trở muốn biết hơn cả lúc bấy giờ
sẽ bênh vực cho nhân dân các nước thuộc địa. Trong những thời khắc lịch sử luôn luôn ám ảnh bởi những câu hỏi, những lời giải cho con đường mà mình đang đi, thì vào tháng 7 năm 1920, một sự kiện quan trọng trong hành trình của Hồ Chí Minh, đó là người đọc được bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Người coi đây là cẩm nang giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Hôm đó cầm trên tay và người đọc liên tục hết quyển luận cương. Có thể tại thời điểm đó Nguyễn Ái Quốc chưa hiểu chủ nghĩa Mác, chưa hiểu chủ nghĩa xã hội là thế nào, nhưng người thấy được nơi bản luận cương ấy kế hoạch mà Lenin đã chỉ ra để giải phóng các nước thuộc địa. Người đã vui mừng đến khóc lên, hỏi đồng bào bị đọa đầy đau khổ: đây là cái cần thiết chúng ta, đây là con đường để giải phóng chúng ta. Và sau nhiều năm tìm tòi, cuối cùng Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra được cẩm nang giải phóng dân tộc. Lịch sử đã bước, Việt Nam đã bước sang một trang mới. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã mở đường cho cách mạng Việt Nam ra khỏi cuộc khủng hoảng về đường lối. Bằng chọn lựa ấy, Nguyễn Ái Quốc đã gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới và đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đường mà chính người đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác Lênin. Hôm nay ngày 5 tháng 6, kỷ niệm 106 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, bản tôi thân tôi mong muốn được kể về một chặng đường của Mác, về một sự chọn lựa cho con đường giải phóng dân tộc, mang đến tự do cho dân tộc. Một sự lựa chọn lịch sử, một sự lựa chọn hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Đó là hành động đáp ứng nhu cầu của lịch sử dân tộc và xu thế thời đại, tất yếu của lịch sử. Bản sơ thảo luận cương được đăng trên báo Nhân Đạo, một tờ báo uy tín ở Pháp có rất nhiều độc giả, trong đó có cả những người Việt Nam yêu nước. Nhưng tại sao chỉ có Nguyễn Ái Quốc tìm thấy được con đường cách mạng trong bản sơ thảo này? Đó là một sự lựa chọn hòa vào dòng thác cách mạng vô sản trong thời đại mới, rất táo bạo mà sáng suốt. Sự chọn lựa của Nguyễn Ái Quốc có thể hiện sự kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tư chất khoa học, trí tuệ sắc sảo và bản lĩnh độc lập tự chủ sáng tạo. Với tư duy toàn cầu và phương pháp chắt lọc tinh hoa, cuối cùng Nguyễn Ái Quốc có tìm được con đường giải phóng chúng ta, giải phóng dân tộc theo con đường chủ cách mạng vô sản. Qua từng chặng đường trong cuộc đời của Bác, ta đương được thấy một tấm gương không ngừng học tập, một con người với ý chí kiên cường, kiên định trong suốt cả cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Và con đường sự lựa chọn ấy đến với chủ nghĩa Bắc Minh,